nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Chiều ngày 25 tháng 7, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Phan Rang Tháp Chàm tổ chức đoàn đi thăm tặng quà cho bà Đậu Thị Tiêu, thương binh phường Mỹ Bình, ông Lê Tấn Tiến, gia đình liệt sĩ phường Văn Hải, ông Nguyễn Minh Tung, bệnh binh xã Thành Hải, ông Phạm Hồng Nguyên, chất độc hóa học phường Đài Sơn, đồng chí Trần Ngọc Quang, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, cùng đi có đại diện lãnh đạo phòng lao động, phòng nội vụ. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Trần Ngọc Quang, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các thương binh bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc tới anh hùng liệt sĩ, các thương binh bệnh binh đã hy sinh một phần xương máu để bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân.